Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Miếu Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội, nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long. Hiện nay nơi đây đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng thứ 23 di tích quốc gia đặc biệt. Quần thể kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám bao gồm Hồ Văn, Khu Văn Miếu, Quốc Tử Giám và Dường Giám, và kiến trúc của thể là Văn Miếu, nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Khu Văn Miếu Quốc Tử Giám có tường gạch vồ bao quanh, phía trong chia thành 5 lớp không gian với các kiến trúc khác nhau. Mỗi lớp không gian đó được giới hạn bởi các tường gạch có 3 cửa để thông với nhau, gồm cửa chính giữa và 2 cửa phụ hai bên. Từ ngoài vào trong có các cổng lần lượt là cổng Văn Miếu, Đại Trung, Đại Thành và cổng Thái Học, với hơn 700 năm hoạt động đã đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất nước Việt Nam. Ngày nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc và còn là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng Giêng. Đặc biệt, đây còn là nơi các sĩ tử ngày nay đến cầu may trước mỗi kỳ thi. Văn Miếu là một đền thờ của Khổng Tử ở Hà Nội, miền Bắc Việt Nam. Đền là nơi tổ chức Học viện Hoàng gia Quốc Tử Giám, trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Chúng ta đến Văn Miếu, chúng ta cần phải tham quan công trình này. Xin mời mọi người chúng ta gần lại, do nó không có mic. Đối xứng với bên này ở bên kia, họ cũng có một tấm bia như thế này. Ở tấm bia này người ta gọi là tấm bia Hạ Mã. Có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là cái mốc ranh giới đánh dấu đây là cái vùng đất đất thánh. Bắt đầu giờ từ đây là vùng đất thánh. Ý nghĩa thứ hai á, ngày xưa người ta không đi bằng ô tô như bây giờ mà chủ yếu người ta đi ngựa, và bất kỳ cho dù quan chức quyền cao đến đâu á thì khi mà đi ngang qua đây người ta đều phải xuống xe, xuống ngựa, thế là tấm bia Hạ Mã có ý nghĩa như vậy. Công trình ý nghĩa tiếp theo mà chúng ta cũng cần phải biết, đây không biết là các bác chúng ta có biết là gọi là gì không? Ở đây người ta gọi đó là tứ trụ nghi môn. Tứ trụ nghi môn là công trình mà người ta trong công trình Văn Miếu thì công trình này chưa được xây dựng, và trong thời kỳ nhà Nguyễn thì mới có công trình này. Và tứ trụ nghi môn ở đây là một công trình định vị công trình sau đó, có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nhìn thấy công trình như thế này thì có nghĩa rằng là ở phía sau là ngôi đền, còn ở chùa họ sẽ không có công trình như thế này, mà chùa người ta sẽ có cổng, và đó người ta gọi là cổng tam quan, không có tứ trụ như thế này nha. Bây giờ các bác cứ thấy cột này có nghĩa đó là đền, không phải chùa. Có nghĩa bây giờ ngôi đền được xây dựng vào năm 1070 vào thời hoàng đế Lý Thánh Tông. Đây là một trong nhiều đền thờ ở Việt Nam dành cho Khổng Tử, hiền nhân và học giả. Ngôi đền nằm về phía nam của hoàng thành Thăng Long. Đền được đặt trưng ở mặt sau lưng của 100.000 đồng tiền giấy Việt Nam. Ngày trước Tết Nguyên Đán Việt Nam, những người viết thư, điện tử sẽ tập hợp bên ngoài đền thờ và viết lời chúc bằng chữ Hán. Các tác phẩm nghệ thuật được tặng làm quà hoặc được sử dụng làm đồ trang trí nhà ở cho những dịp đặc biệt. Các bác ơi, chúng ta chú ý này, mỗi người chúng ta sẽ cầm một tấm vé nhé. Đi qua cửa cháu sẽ thu lại cái vé này luôn nhé. Và đi qua cửa chúng ta sẽ đứng lại nhá, chúng ta đừng đi vội, nhớ chúng ta phải đi thiệt thông cờ. Cứ đi vô rồi qua cửa đứng lại ha. Tất cả mọi người vừa rồi là chúng ta đi qua cổng đó là Văn Miếu Môn, là cổng Văn Miếu. Khi đi qua cổng đó thì vào bên trong đây chúng ta sẽ đã chính thức bước vào khu vực đất thánh.
Và bởi vì sao mà cháu không dẫn mọi người chúng ta đi qua cửa đường chính đại, đường giữa? Bởi vì ngày xưa dân của chúng ta không bao giờ được ngay, chúng ta không bao giờ được phép là đi cửa, đi ở đường giữa, mà chúng ta phải vào phải ra trái. Nếu như mà chúng ta đi vào giữa như kia ngày xưa là bị phạm tội khi quân, là bị chém đầu ngay. Chúng ta không đi cửa, không đi giữa. Đấy, ngay cả cổng vào cũng vậy, vào chùa đình đền chúng ta đều không là đi cửa giữa, vào phải ra trái, không đi cửa giữa. Giữa chỉ dành cho những vị quan lại đại thần, nhà vua, hoặc là người ta rước Phật đối với Phật giáo. Còn đối đền và văn miếu thì đối với nhà vua, đối với nhà vua đó. Cụ trục ở giữa người ta gọi là trục chính tâm, trục thần đạo ở hai bên, nó tượng trưng như là râu của con rồng. Và hai cái giếng này là người ta đào với đáp ứng về yếu tố phong thủy, người ta ví như là mắt của con rồng đó. Và đây, và người ta gọi đi qua cửa này, đi qua cửa này, cửa này người ta gọi đó là đại đại trung môn, đại trung môn. Hai bên có hai cổng. Rồi xin mời chúng ta đi đi tiếp. Ở đại Hà Nội đó là Khuê Văn Các. Khuê Văn Các đến những cái gì mà chúng ta được nhìn thấy, cái cột hay là gỗ thì đều được sơn lại, đều nguyên bản ban đầu, và đã được xây dựng vào năm 1805 do tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Gia Thành xây dựng, nhà vua lệnh cho xây dựng. Và công trình này Khuê Văn Các, Khuê chòm sao Khuê, là một chòm sao tượng trưng cho trí thức, cho văn học, thế là đặt tên gọi là Khuê Văn Các. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là những cái cửa của khu hình tròn và tua ra ngoài tượng trưng giống như là mặt trời như là. Đây là công trình tượng trưng về phong thủy, nó tượng trưng cho yếu tố dương, tố dương. Ở phía dưới đó là giếng Thiên Quang, giếng Thiên Quang Tỉnh. Thiên là trời, quang là ánh sáng, tỉnh là giếng, là giếng Thiên Quang Tỉnh, là nơi hội tụ mọi linh khí của đất trời tại đây, nơi hội tụ mọi linh khí đất trời ở đây để tỏa ra. Và khi mà có ánh nắng thì cái hình của Khuê Văn Các sẽ in hình in dưới bóng của giếng Thiên Quang Tỉnh. Âm dương lúc này là giao hòa kết hợp với nhau, sẽ tạo lên một cái sự phát triển, tạo nên xuất hiện, thì đó là về ý nghĩa. Còn tiếp theo là tấm bia, chúng ta sẽ vào trong tiếp. Chúng ta cần hiểu rằng là con rùa là con vật nó đi rất là chậm, đúng không? Rất chậm nhưng mà rất là chắc, rất chậm nhưng rất chắc. Cái mai rùa tượng trưng cho cái bầu trời, tượng trưng yếu tố dương. Phía dưới tượng trưng cho yếu tố âm. Quay mặt các bên trong con rùa đều sự kết hợp của âm dương cả. Đó. Và con rùa nó sống rất là lâu, có thọ rất là lâu. Chính vậy mà cái nghĩa người ta đặt bia, trên bia lại ghi những cái người đỗ đạt. Đặt trên lưng rùa với ý nghĩa là sẽ truyền qua cái đời lịch sử khác nhau, luôn là lưu giữ mãi mãi. Có tấm bia nhỏ. Như vừa rồi cháu đã nói rằng là tấm bia đầu tiên được xây dựng bắt đầu từ năm 1484 và tấm bia cuối cùng được xây dựng vào năm 1779. Điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả các tấm bia ở đây không được xây dựng ở cùng một thời điểm, mà qua các cái thời kỳ lịch sử họ xây dựng. Và mỗi một cứ 3 năm tổ chức một kỳ thi nhà bia dành cho những tiến sĩ trạng nguyên. Ở đây là bảng nhé, các kỳ thi thấp hơn. Hà Nội vẫn đang từng ngày đổi mới hiện đại và văn minh. Thế nhưng đâu đó ở những góc phố của đất thủ đô vẫn luôn luôn được tồn tại những di tích cổ kính, trầm mặc và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đó chính là sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và cổ kính, là hai mảnh ghép tồn tại song song cùng nhau. Chính vì thế quần thể di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ luôn luôn là phần linh hồn của đất kinh kỳ Hà Thành, của đất nước Việt Nam, và sẽ mãi mãi là niềm tự hào của những người dân đất Việt.
vườn rồi đó. Thank you.
xanh này 30 mặt, một đôi gái thì này khác không. Thank you.